Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ lực lượng Houthi tấn công tàu hàng làm 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam hôm ngày 5 tháng 3, Bộ Ngoại giao cho biết đang khẩn trương tiến hành các thủ tục lo hậu sự, sớm đưa thi thể Đại phó Đặng Duy Kiên, sinh năm 1983, quê ở Hải Phòng, về Việt Nam. Hiện tại, 3 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu đã được đưa về nước an toàn sau 10 ngày xảy ra tai nạn gồm anh Phạm Văn Thành, máy trưởng 39 tuổi, trú tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Tảo, máy 2, 36 tuổi, trú tại Kinh Môn, Hải Dương; Phùng Văn An, 31 tuổi, trú tại Vũ Thư, Thái Bình. Máy trưởng Phạm Văn Thành trở về nhà lúc gần 12 giờ đêm ngày 14 tháng 3, sau 3 chặng bay dài và hơn 4 tháng xa gia đình. Dù đã 10 ngày sau khi vụ tàu hàng True Confident bị tấn công tại Vịnh Aden, những ký ức của chuyến đi sóng gió vẫn còn in đậm trong tâm trí anh Thành. Chia sẻ về chuyến đi này, anh Thành cho biết tàu True Confident bắt đầu khởi hành ngày 30 tháng 1. Khi nhận tàu tại Ai Cập, con tàu có lộ trình đi qua Biển Đỏ. Công việc của thủy thủ Phạm Văn Thành trên tàu là thợ máy, anh làm việc theo ca kíp được phân. Hành trình di chuyển qua Biển Đỏ dự kiến là hành trình sẽ có nhiều thử thách. Trước khi bắt đầu, các thủy thủ đã được tập huấn một số công tác như phòng chống cướp biển bằng cách sử dụng vòi rồng, ẩn nấp tại phòng an toàn, phương thức cứu hộ cứu nạn, cách di chuyển xuống bè cứu sinh an toàn, cách ổn định tâm lý khi gặp phải sự cố bất ngờ. Đặc biệt, mỗi con tàu đi biển đều có thiết kế một phòng an toàn riêng, có ký hiệu riêng của thủy thủ. Và vì sự an toàn sinh mạng của người đi tàu, chỉ có các thủy thủ mới biết vị trí chính xác của căn phòng. Thủy thủ Phạm Văn Thành cho biết, tôi cũng từng đi qua eo biển này, ngày trước nó vẫn hoạt động bình thường. Trước khi đi, đoàn cũng họp để có phương án khi đi qua vùng Biển Đỏ như vấn đề sơ cứu cho người bị nạn, vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, trong tình huống bị tên lửa tấn công quá nguy hiểm lúc đó, mọi người chỉ biết thoát nhanh và tập trung ở phía sau tàu và động viên nhau khi xuống phao cứu sinh. Trước đó, khi được lực lượng Houthi cảnh báo, tàu cũng đã quay đầu được gần 20 hải lý nhưng họ vẫn bắn. Anh Thành cho biết thêm, với kinh nghiệm của mình, khi đang trực ở dưới phòng máy và nghe thấy tiếng nổ, tôi biết đây là do bom gây ra. Lập tức tôi hô hào các thuyền viên khác di chuyển lên trên và bản thân cũng lập tức chạy lên. Tên lửa bắn trúng trung tâm điều khiển và bộ phận phòng ngủ của thuyền viên. Khói đen mù mịt, chúng tôi được lệnh di chuyển ra phía sau tàu để tiến hành kiểm đếm thuyền viên. Không may, 2 người Philippines đang trong khoang ngủ không thoát ra được. Hiệu lệnh của thuyền trưởng là rời tàu, phao cứu sinh được bung ra, chúng tôi hỗ trợ những người bị thương trên tàu. Ngay sau đó, các thuyền viên trên con tàu gặp nạn cũng nhanh chóng tính đến những trường hợp xấu nhất, chuẩn bị áo phao, bè cứu sinh. Việc thoát lên tàu cứu nạn cũng là phương án cuối cùng được đưa ra. Sự việc xảy ra bất ngờ và bị động, nên bản thân anh Thành hay các thủy thủ khác cũng đều không nghĩ được nhiều, tất cả sơ tán mà không kịp mang theo bất kỳ đồ đạc cá nhân nào. Trong số 3 thủy thủ xấu số, có thủy thủ Đặng Duy Kiên là người Việt Nam không may bị bỏng nặng. Khi được đưa xuống bè cứu sinh, anh Kiên vẫn còn tỉnh táo, nhưng do sóng to, gió lớn, các thủy thủ không thể trao đổi quá nhiều. Sau một thời gian chống chọi với sóng gió trên biển, do vết bỏng quá nặng, anh Kiên liệm dần đi và không qua khỏi, khiến lồng ngực mọi người thắt lại. Giữa sóng biển chập trùng, gắn bó với nghề đi biển vất vả bao nhiêu năm, nay thêm chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, không mong muốn, ai nấy đều lặng người. Thủy thủ Phạm Văn Thành chia sẻ thêm, bằng cách quét tần số radar, gửi tín hiệu tần số quốc tế, chúng tôi đã thử mọi cách để gửi phát tín hiệu đi. Sau hơn 2 tiếng, chúng tôi được Hải quân Ấn Độ tới hỗ trợ và cứu nạn. Lên bờ, sau khi được bác sĩ kiểm tra, những người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Sau đó, ngay lập tức có người đại diện bên phía chủ tàu tới làm việc. Đồng thời, Đại sứ quán Ai Cập cũng đã nhanh chóng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ về mặt hộ chiếu, vấn đề đi lại để các thuyền viên được trở về quê hương một cách an toàn và nhanh nhất. Khi đến thành phố cảng của Djibouti ở Đông Phi, việc đầu tiên của thủy thủ Phạm Văn Thành làm là mua SIM để gọi về cho gia đình. Do được tập huấn khi có sự cố xảy ra nên tinh thần anh cũng không quá hoảng loạn. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, anh đã biết cách xử lý để an toàn nhất cho mình và đồng nghiệp. Về đến Việt Nam, anh di chuyển luôn về Hải Phòng để đoàn tụ với gia đình. Anh Thành chia sẻ, đêm đầu tiên sau khi trở về nhà thật khó ngủ với nhiều cảm xúc, tôi bị tỉnh giấc mất mấy lần. Sau khi về nước, anh Thành và các thủy thủ cũng thường xuyên liên lạc và thăm hỏi gia đình anh Kiên, người thủy thủ xấu số đã tử nạn trong sự cố tấn công tàu vừa qua. Gắn bó với nghề đã nhiều năm, anh Thành cho biết anh sẽ không từ bỏ tình yêu dành cho công việc. Sau khi về Việt Nam, anh sẽ nhanh chóng làm lại các thủ tục để sớm có thể quay lại làm việc. Nhận định về tình huống nguy hiểm lần này, anh Thành cho biết anh nghĩ lực lượng Houthi chỉ bắn cảnh báo tàu nên tên lửa bắn trúng bộ phận điều khiển, còn nếu vào thân tàu thì hậu quả sẽ lớn hơn xảy ra. May mắn tàu không bị chìm, các lực lượng chức năng đang lai dắt tàu về nơi an toàn, không có sự cố tràn dầu ảnh hưởng tới môi trường.